yêu thương nhiều hơn. Hả? Cậu ấy đã có vị trí tốt nhất hiện nay cho tôi. Đây đúng là một vị trí tuyệt vời đó chứ. Lina, trông cậu thật là xinh đẹp trong bộ đồ này đó nha. Đó là do mình xinh đẹp sẵn rồi. Nhưng có lẽ mình mặc nó thì sẽ đẹp hơn nhiều đó. Đương nhiên rồi, mình sẽ không thể để cho người khác đẹp hơn mình được chứ. Nhưng mình đẹp hơn cậu mà, Lina. Cái gì? Sao cậu dám làm vậy chứ Cindy? Thực ra mình mặc bộ đồ này đẹp hơn cậu nhiều. Không đúng đâu, cậu thấy rõ là mình xinh đẹp hơn cậu mà. Kẹp tóc của cậu cũng hợp với mình hơn đó. Không đâu, nó hợp với mình hơn nhiều mà. Hai cậu, có chuyện gì với hai cậu vậy? Hả? Là lỗi của cậu ấy. Cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy rất là xinh đẹp. Mình cực kỳ xinh đẹp hơn cậu rất là nhiều. Hai cậu làm ơn thôi đi. Thật ra mình mới là người xinh đẹp nhất, không ai có thể đẹp hơn mình được. Đừng khiến bạn bè ghen tị lẫn nhau vậy chứ, Tutu Pin xinh xắn. Ôi công chúa, chị là người xinh đẹp nhất trên thế gian này. Đã đến lúc về nhà rồi. Sức mạnh tình yêu, thu thập tiểu tinh tinh. Bắt được em rồi, tiểu tinh linh. Mình thấy hình như mình đang yêu á. Tutu Pin xinh xắn, đây là quà chào mừng em nè. Bánh chanh yêu thích của em nè. Thưởng thức nha Tutu Pin. Chị ấy tốt bụng quá trời luôn. Có lẽ công chúa cũng yêu quý mình nữa. Bánh chanh chua quá nè. Mình muốn ăn bánh vô tay. Vậy thì để mình ăn nó cho. Cậu đã nói nó chua rồi mà. Mình rất là thích ăn đồ chua luôn. Đừng nói khi thức ăn đang đầy ở trong miệng chứ Dada. Bánh của mình chưa chưa. Hotspin, đừng khóc mà em. Bánh vô tay của em đây. Chị Tommy là tuyệt nhất. Em cảm ơn chị nhiều chứ chứ. Đừng như vậy nữa nha. Em không nên kén chọn đồ ăn như vậy đâu. Nhưng mà bánh vô tay chị làm là ngon nhất ở trên trái đất này luôn đó. Chứ chứ. Em đáng yêu quá đi à. Nhưng mà em đáng yêu hơn bạn ấy mà. Sao bạn ấy lại được đối xử khác biệt chứ? Cậu đang nghĩ gì vậy Dada? Husband, cậu có muốn ăn cái này không? Trúc. Bánh vô tay. Cảm ơn cậu nhiều nha. Có một chút chưa chưa cho cậu đó. Chua quá đi à. Tutu Pin, cậu đã làm gì miếng bánh này vậy hả? Mình tặng cho cậu vì các bạn nói cậu thích bánh dâu tay mà. Huspin, cậu thừa biết đó không phải là lỗi của Tutu Pin mà cho chắc. Vậy thì mình sẽ ăn giùm cho. Ngon quá, chua chua ngọt ngọt. Đâu đâu. Mình nghĩ là cậu ấy thực sự thích nó đó Dada. Các cậu, sao các cậu không tin mình vậy hả? Không công bằng gì hết chứ. Cậu đang khóc hả Tutu Pin? Hãy hát khi cậu buồn nha. La la. Vào đây, vào đây. Có chuyện gì vậy các em? Em đưa Husband bánh vào tay mà cậu ấy thích. Nhưng mà cậu ấy đã ném bánh của em. Nhưng mà nó chua lắm chứ chứ. Bánh dâu tây chua sao? Em nói vậy là có ý gì? Em không hề nói dối mà. Nói chua quá. Đúng không chị? Em đang nói thiệt mà.
Tutu Pink, có phải là em đã cho chanh vào bánh dâu tây không? Công chúa đã nói chúng ta không nên kén chọn đồ ăn, cho nên em định giúp Hoppin ăn được đồ chua mà thôi. Tutu, gì chứ? Cậu phải nói cho mình biết, cậu làm mình thật sự hoảng sợ. Tutu Pink, Hoppin kén chọn đồ ăn của em như vậy là không thật đúng. Sao? Em đã làm rất tốt phải không? Nhưng mà làm lộn xộn đồ ăn của người khác cũng là sai đó em. Vậy là Hoppin vẫn hơn em hả? Tutu, chị không nói ai tốt hơn hay là ai tệ hơn, nhưng chơi khăm người khác bằng thức ăn của họ thì không hay chút nào. Không đâu, chị nói em không ngoan bằng cậu ấy. Không có, chị không nói vậy. Không đâu, chị luôn bên vực cậu ấy. Em ghét chị lắm Tutu. Nhưng mà chị không có bên vực ai hết. Đặc biệt công chúa, hy vọng chị sẽ thấy vui vẻ với Hoppin Tutu. Mình lại phải quay lại chỗ này rồi. Mình bắt đầu xin lỗi với lần trước. Bạn bào đánh bóng của mình, mình cần nó để sử dụng phép thuật tuyệt vời. Mình hy vọng bánh chanh này sẽ khiến cho Tutu Pink thấy vui. Chị Domin, chị Domin, trường hợp khẩn cấp đây. Tutu Pink đã bỏ đi rồi, Dada. Cái gì chứ? Em ấy bỏ đi sao? Đây nè chị. Chị không hiểu việc gì hết ngoài việc em ấy đã bỏ đi. Trời đang tối rất là nhanh đó. Chúng ta phải làm gì đó đi. Chúng ta nên tìm em ấy ngay. Đợi đã. Dấu chân này. Cái gì chứ? Em đã tìm thấy dấu chân của em ấy sao? Em không tìm thấy dấu chân nào hết á. Đây đây. Có rất nhiều mèo ở quanh đây nên ban đêm nguy hiểm lắm. Đây là bản thảo đánh bóng của Tutu Pink. Em ấy không thể sử dụng phép thuật mà không có cái này. Ôi không. Cái tóc này, em chắc chắn đây là của Tutu Pink đó. Đa đa. Ôi không, hy vọng là em ấy không bị thương. Là lỗi của chị, chị không nên la mắng em ấy như vậy. Không, không phải đâu, là lỗi của em. Bây giờ chắc chắn là không có thời gian để hối tiếc đâu, Đa đa. Chị xin lỗi, Đa đa Pink nói đúng. Chúng ta nên tìm Tutu Pink trước. Nhìn mấy dấu chân này đi, hãy đi theo chúng. Mình không nên bỏ đi mà Tutu. Chuyện này đáng sợ quá đi. Mình nên ở cùng với công chúa Domin. Xin lỗi thay cho mặt đen. Dấu chân dừng lại ở đây. Em nghe thấy tiếng gì đó ở đằng kia đó đã. Chắc là chỗ đó rồi. Đi đi nào mèo hư chứ.
không sao chứ? Em có bị thương không? Em đang nghĩ là chị thích Husband và ghét em. Em xin lỗi. Không phải như vậy đâu em. Tutupin xinh xắn, chị thực sự rất lo cho em đó. Nhưng mà em nghĩ chị không thích em và em đã ghen tị. Không sao đâu, Tutupin. Husband, mình xin lỗi đã phá đồ ăn của cậu nha. Không sao đâu, mình cũng không nên kén chọn đồ ăn. Đừng bao giờ bỏ nhà đi như vậy nữa nghe chưa. Về nhà thôi, chị đã làm một ít bánh chanh thơm ngon cho em đó. Đi thôi nào. Wow, là thật sao? Công chúa, chị tuyệt vời nha.